chung tay một cơm nha cả nhà nha, chào bé yêu của chúng ta, chúng ta sẽ đi quay lại hết tiếp theo luôn nếu hồi và cực lời lời cho nước hoa này luôn nha. Một phút nữa em tố ma này mọi người không chốt thì là không còn đâu, tranh thủ mên chốt được, tranh thủ mên chốt được, chốt được nha mọi người, chốt mà nghe đơn thì em hôm nay còn tổng được, 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 rồi chuẩn bị em tố ma nha mọi người ơi, sao mình cũng sẽ chống cho em nha mọi người ơi. Dạ rất là ok rồi. Dạ mình phải mua nhanh cho mọi người ơi. Sao vậy? Cấm làm bài đi. Dạ có gì đâu. Sao đâu. Rồi. Không, không lên được. Dạ. Combo tẩy lông cho mọi người ơi. Combo tẩy lông 2 món nha. Đang giảm rất là siêu sale cho mọi người. 5, 4, 3, 2, 1, vô. Chuẩn bị một bài hát mà mọi người cảm thấy tự tin nhất. Quá ok. Rồi chúng ta gửi tặng đến tất cả mọi người có mặt ở đây. Với tiếp theo sau đây xin gửi tới mọi người một cái phần được mọi người yêu lại từ đầu. Ok, yêu lại từ đầu. Ok, let's go. Có gì ạ? Rất là nhiều. Có ở đây chúng ta đã từng thất bại trong tình yêu chưa? Tại đâu? Và bây giờ chúng ta hãy yêu lại từ đầu nhé. Cho hai món này mọi người. Ok, let's go. Mà mức giá của chúng ta có 149. Mọi người ơi, mọi người ơi, tiến gần hơn đi mọi người. Mức giá là 149 để chúng ta có thể cảm nhận thành cách siêu sale giảm giá. Xin mời mọi người gần hơn, đúng rồi. Gần gần nữa đi, gần nữa đi. Mua nhanh chóng cho em. Tại vì cái loa hơi bé. Rồi, bé đi xíu, bé quay lại. Mọi người phải gần hơn thì chúng ta mới cảm nhận âm thanh một cách tốt nhất. Dạ, rồi mọi người lên nhạc, lên nhạc. Music, let's go. Ok luôn nha. Rất là sao, không đại cũng hồi. Chú này, chú này. Chúng ta không có ai mua. Đó, đây là những hôm nay có bà Bi, bà bạn. Chờ chúng ta, đó, quá ok. Thôi, hết bánh rồi. Sao thấy? Có 10 cây à? Đây có rất là ok cho chúng ta. 10 cây Bi ăn hết 2 cây. Rồi, múc ban nè. Có tặng ai con nào không? Ờ, đâu đâu. Càng ghi hát, càng ghi hát lên đây em. Nè. Đâu, lên, lên, lên. Đây là chương trình của Lương nhưng mà đây là thiếu thủ tinh lên đây. Mọi người ơi, chú đơn nhanh cho em cái mạng này đi. Nếu mà không thuộc thì chúng ta có thể có mức giá là 149 thôi. Dạ. Ai tặng đồ thì mình chốt đơn nha. Em đợi. Bên kia có rất là nhiều nàng thơ, nàng tiên cá nữa. Ok, từ từ, một lần nữa mọi người ơi, một lần nữa. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau tiến thêm phía trước. Thêm 3 bước chân nữa đi mọi người. 3 bước chân nữa nào. Mỗi người thêm 3 bước chân nữa mọi người. Tại vì mọi người, nhiều khi mình nói mọi người đâu có nghe được đúng không mọi người? Tại vì cái loa nó rất là bé. Nên là mỗi người thêm vài 3 bước chân nữa. Nào mọi người ở bên này. Hãy là một người tiến thêm. Tiến thêm thì sẽ có người đi theo. Mình phải sang đều nhanh lên nha mọi người. Tại vì một chút nữa sẽ có rất là nhiều cô chú bán hàng rong ở xung quanh mọi người. Nên là chúng ta phải luôn mọi người, sửa tắm này, phải, phải làm giảm cái bình còn này, để còn nhiều cho không gian cho cô chú chị bán hàng trong kia. Rồi, ai mà được giảm, có 99k mua 2, 3 cho em đi mọi người. Để mà mình được reset nha mọi người. Gần nhau chúng ta có thể cảm nhận được âm thanh của nhau. Cảm nhận được độ đẹp trai, độ đẹp gái của chúng ta ở đây toàn trai xinh khá đẹp không à. Nên là phải gần nhau, và đặc biệt là ai mà chưa có người yêu á. Ai chưa có người yêu thì đến đây đăng ký hát một bài. Đăng ký hát một bài, biết đâu được sau khi hát xong sẽ hết kém, có yêu. Trời ơi mọi người ơi, đừng nghĩ là mình chỉ nói đùa thôi. Có rất là nhiều trường hợp nha, lên đây đăng ký hát. Một cái tặng cho bạn gái. Bạn gái nha, chứ phải là người yêu nha. Bạn gái xong rồi hát tặng xong rồi. Nói lời yêu xong hai người yêu nhau luôn. Đấy rất là đẹp cao, đẹp cao. Ok, đến với ca khúc Nàng Thơ. Mọi người ơi, dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Nàng Thơ nào. Đây giảm giá chỉ có 169k thôi. Cả nhà mình đã chốt được không? Đã chốt được em. Ok, lên trước đi anh. Hôm nay lại có một bạn gái hôm nay không dùng cho mắt thôi đâu, mình dùng toàn mặt ngày sinh nhật của bạn gái xong rồi nha cả nhà nha. Ok thì nhân ngày sinh nhật của Như Ý luôn anh nghe là Như Ý. Ok thì ở đây chúng ta tất cả mọi người đây Phú Hà đó cùng nhau hát tặng cho Như Ý. Em để cái mã này chỉ có trong một phút nữa thôi, em không để lâu. Thì ở đây mọi người ai có những ánh đèn flash không làm gì, chúng ta cùng nhau bật lên để chúng ta có thể tạo thành một cái những ánh đèn thay cho những ánh đèn. Ở được nam người ơi, đó, chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho bạn Như Ý. Thì ai trong chúng ta cũng sẽ đến một ngày sinh nhật, thì hôm nay là sinh nhật của Như Ý. Thì khi nào đến sinh nhật của chúng ta thì những người bạn khác sẽ hát tặng mừng sinh nhật cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta hát mừng sinh nhật cho Như Ý trước với bạn hát chúc hát mừng sinh nhật. Let's go. Hát mã này em lên. Ok, và chúc cho Như Ý sẽ tuổi mới sẽ luôn luôn thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và tràn đầy tình yêu thương của mọi người nhé. Như Ý đâu, Như Ý đâu, lên đây Như Ý. Ok mọi người cùng hát tặng Như Ý nhé. Đâu rồi, những anh đèn sát đây rồi, thay cho những anh đến nào. Ngày hôm nay ta cùng nhau ba chốt cơm, chốt cơm ăn nhân sữa tắm gạo mừng nè.
siêu mê luôn mà
mọi người. Mà Tài rất là thích luôn ha. Đó, rồi ok luôn mọi người. Thơm nè, mịn nè, tập da cực kỳ luôn. Mấy bạn nhanh chóng chốt đơn cho tôi nha mấy bạn ơi. Đây, đây em chỉ để trong vòng có 2 phút thôi mà bây giờ 1 phút đi qua rồi. Đúng 44 phút nữa là em xuống nha mọi người ơi. Đúng 44 phút là em xuống, em không để lâu cho cả nhà mình luôn. Để em lên hết những cái mã hot trong cái phiên live ngày hôm nay nha mọi người ơi. Và mình đặt nha, và mình săn nha. Trời ơi, 380 mà giảm chỉ có 89 thôi, giảm 75%. Sản phẩm cũng tụt top nha mọi người, không phải là bình thường đâu. Sản phẩm thuộc top bán hàng của cô Lan luôn ha. Và cái lượt bán ra là bán ra khá là nhiều, bán ra cực kỳ là nhiều, nhiều quá là lời cho chúng ta luôn nha, 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 luôn. Dạ, và mình nhanh chóng cho em nha mọi người ơi. Đó, quá ok luôn ạ. Ai chốt cơm rồi mình nhớ comment là chốt cơm. Ủa mọi người ơi, dạ ai không nghe được mình phát ra mình vô lại nha. Ai chứ em là bình thường thôi, bà nào 29 giờ chốt đi. Dạ chắc để em xin thêm một phút nữa, em lên mã này một phút cho mọi người chốt tiếp nha. Dạ cho một phút nữa em ơi. Ok, em xin được một phút nữa thôi, không có lên nhiều, đáng lẽ em xuống rồi nhưng mà em được xin cho một phút nữa. Cả nhà mình chốt nha, không chốt xuống hạ luôn ha. Đó, tranh thủ mình chốt đơn nha, đóng đơn luôn, bảo đơn luôn đó. Sự rửa mặt Tài xuống rồi mọi người, Tài sáng là mình rửa mặt một lần đó, tối mình rửa mặt thêm lần nữa cho nên sạch da mình nha. Đó mà cực kỳ là tốt luôn nha mọi người ơi. Ai mà chưa chốt thì mình chốt, ai mà chưa săn mình săn ngay nha mọi người ha. Giảm giá cực kỳ sale sắp tới, đậm sâu cho cả nhà mình luôn nha. Đó. Dạ em có uống nước rồi mọi người, mình chốt cho em. Hát nhìn từ trước chạy ra. Đam mê em à. Em cứ đẩy cái cửa vào bên cho nó bất ổn. Dạ. Em mọi người ơi, sao? Bà có thấy gì chưa? Không có thấy gì chưa đâu. Tôi nhét nắp tôi ra. Ghê quá. Trời ơi, má nhét cho tôi ăn hả má? Cái gì vậy má? Thấy chua chua hàng gì chua 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 chua. Ai mà biết đâu má nhét nhát rồi đưa con ăn. Trời ơi má ơi, tôi sợ má. Trời ơi má ơi, là trời ơi, là chờ chốt đơn cho sự đáng thương của em đi. Rồi hết mã này rồi. Em lên mã kem giảm thâm nha. 5, 4, 3, 2, 1 kem giảm thâm. Kem giảm thâm bỏ đều nha. Kem giảm thâm bỏ đều. Kem giảm thâm. Kem giảm thâm. Kem giảm thâm. Đó, giảm cho mọi người luôn. 189 giảm cho mọi người. 189 nè, cái đường đầu gói bà thâm lắm nè. Đó, bà pha lên ra kem, ra kem nha. Đây giảm thâm cực kỳ tốt cho mọi người luôn, để mà mọi người xài ha. Đó mọi người thấy không? Đó, bé Tài rất là ok luôn mọi người ơi. Đó, rất là điểm luôn. Mọi người thấy không ạ? À? Đó, mà chỉ có 189 thôi. Dạ biết mà bé giỡn mà mọi người, cho nên em cũng diễn theo. Tranh thủ bình chốt đơn, ai chốt rồi mình nhớ comment. Đã chốt, ai sẵn rồi mình nhớ comment là đã đăng nha mọi người ơi. Xà bông rau má luôn ha. Rồi em xuống ảnh này nhanh nha. Em lên xà bông rau má, ít phút thôi, 2 phút thôi nha. 5, 4, 3, 2, 1, xà bông rau má. Nguyên một cái hộp sản phẩm mày dùng theo để biết được sau này còn xài được nữa. Mày cứ lấy con tay mày chọn quất quất ra cho mày nữa. Phòng rau má nha mọi người ơi. Wow, ok luôn. Rồi nãy như đó được rồi. Cái này là hai cái đầu gối luôn á má. Chét qua cái đầu gối kia luôn đi bạn. Dạ, rồi ok. Xà phòng rau má nha mọi người ơi. Đang rất là hot deal nha. Giá 179 mà chỉ có 2 phút thôi. Chỉ có 2 phút để lên mã thôi, không có lên nhiều cho chúng ta đâu nha. Mà mọi người cũng biết rồi đó, xà phòng này mình xài mình sử dụng đó, giảm mụn lưng, da dẻ mình mướt mịn trắng sáng mà cực kỳ là thơm mát luôn, mùi rau má giảm viêm giảm thâm cho mọi người mình rất là nhiều luôn, hỗ trợ cho mọi người sáng da mình dẻ kỳ tốt. Cả nhà mình cứ chốt đơn, trời ơi má múc ban luôn. Dạ múc ban luôn cho cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà mình sống đơn cho em nha. 179 179 179 thôi mọi người ơi. Tiếp mình chắc định phải con đồ ăn cùng dưới rồi. Không ăn, không ăn cho đây. Ừ, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ăn thì phải ra ngoài nha. Rồi bé đi ăn xíu nha mọi người, bé đâu á. Bây giờ ở lại đây còn lại em với mọi người và thầy và của em. Mọi người nhớ chốt đơn nha mọi người. Đó. Đây, phải chốt cho bé nha mọi người. Giờ với mức giá siêu deal lời cũng cực kỳ hời luôn. 179 cho một cục xà phòng rau má như thế này nha mọi người ơi. À,
ok là mọi người ơi. Dạ, đang được teo rất là ok luôn. Trời ơi, tài mà bụng lưng mình hết luôn. Đó, da dẻ mình trắng sáng đẹp, khỏi chê, đẹp hơn, đẹp như thầy luôn. Đó, thầy em tài hàng ngày mọi người. Đó, trời ơi, ai mà đẹp trai qua lợi đấy, thầy em. Trời ơi, nha. Cái này cái mắt kính đó ta? Mắt kính hồi nãy rất là lụm lên. Anh, em nhớ là em có mang vào rồi. Đúng rồi, để trên này coi. Ủa, rất là ngoài phố hả? Dạ không, ở đây trên bàn để trên đây coi giùm nào. Rồi mọi người nhớ chốt đơn cho em nha mọi người ơi. Vào đây. Bị che. Dạ. À, kiến gì mới đọc được comment mọi người ạ. Kiến không chồng một xíu. Dạ mọi người rất ok mọi người. Hỏi ba chú đi cho em nha mọi người. Siêu điêu nha. Rồng mà 79 179 rất là tuyệt vời. Chốt đơn liền. Mà em chuẩn bị xuống mã này nữa. Đúng rồi, em không lên liền mã này đâu. Em không mới để hoài đâu nha. Nha. Cái nào lên là em lên, cái nào mà xuống là xuống. Còn một phút nữa nha. Em xuống luôn nha. Em quay trở lại cái mã của em là em dẫn thăm nha mọi người ơi. Đây. Có cộng dây không? Bao nhiêu phút? Bây giờ à, còn bao nhiêu? Mình cứ like hoặc là khi nào muốn tắt thì tắt. Trời ơi, hôm nay là trái. Hôm nay ngày mai thứ bảy đâu đi học đâu đúng không? Tôi sẽ rồi giỡn thôi má ơi. Rồi, cả nhà mình nhớ chốt cho em nha. Hôm nay là deal rất là tốt luôn. Deal cảm gì mà em đút vô. Đút vô, không có đủ sức. Em cầm đút vô cho anh rồi. Đây nè, cái này nè. Em gắm vô kìa, em gắm vô đây. Đó, tại vì anh bị dướng cái này. Rồi, rồi. Mày cười xem mày có đẹp nhau không? Nếp nhăn của cha lên lại serum giảm thâm vùng mắt. Đây. Sao cho cha đi em? Ta cho con, ta cho cha đi con. Ta cho cha đi đi. Chào chúng ta. Không lo nếp nhăn, không lo nếp nhăn vùng mắt. Đó. Xài cha mà rồi đúng. Chỉ mẹ còn mày nếp nhăn trong đầu nhỏ. Mày có được rồi chứ mày bị đỏ. Nếp nhăn trong này giờ là ok. Nè. Đó, nếp nhăn nè. Đó, ta cho cha đi. Là giảm thâm vùng mắt. Ok. Đó, vùng mắt. Một bên. Rồi bên kia nữa. Đó, quá. Cái này không chỉ xài cho mắt mà xài cho mặt được. xài cho mặt luôn. Trời ơi, mọi người thấy không ạ? À? Sáng cái đôi mắt của mình, cho nên là mình chốt đơn, nha mọi người ơi. Trời ơi, lo cho con. Tao nghĩ là tương lai làm sao của mày được trở nên tốt đẹp lần tiên, mặt mũi tao nó bị sụp. Lo cho con gái đó, quá là ok luôn nha mọi người. Đó, thấm nước thôi đó, rất là ok luôn nha. Đó, tranh thủ mình chốt đơn. Tranh thủ mình làm gì? Chốt đơn. Tranh thủ mình nhìn vô đây. Tranh thủ mình đó, chốt đơn nha. Đó, rất là ok luôn. Quá mê. 199 mọi người một đơn nha. Mỗi người một đơn cho em. Đang sale, đang deal thời cực kỳ lời luôn. 199. Dạ, 199 cho mã này giùm em nha. Tranh thủ lên nha mọi người ơi. Phiên live siêu deal thời này chỉ có phiên live bán mì thôi, hết live là không còn nha. Tập trung mình chốt đơn cho mã này giùm em, rất là giảm giá cho chúng ta luôn ha. Cả nhà mình phải chốt lên cho em. Đó, serum phải ấm áp tình cha con nha. Em để trong vòng có 2 phút thôi mà bây giờ còn 1 phút cuối thôi mọi người. Vào mình chốt cho em nha. 1 phút cuối nha anh chị em mình ơi. Chỉ có 1 phút cuối thôi. Cả nhà mình chốt lẹ, chốt nhanh nha anh chị em mình ơi. Chốt lẹ, chốt nhanh. Mình
tăng liền cho em nha mọi người. Rất là hời, chiêu siêu lời mà cực kỳ là quá là ok la hồng đã cũng sạc pin hả? Từ sạc 100%. Cái này 2000 quá kinh lên là tới sáng mai luôn nha má. Đó. À, muốn hôm nay là bao nhiêu đơn là phá sáng mai rồi rồi. Ngồi đây tới tối cái hết mưa mình ra ngoài tiếp. Hết rồi, chuẩn bị đuổi ra rồi đó. Lên đây chưa order thêm gì nào, chuẩn bị đuổi ra tới nơi. Mà gia đình báo kéo hết ra mồi từ hành lang đến trong đây rồi ăn gà giả tắc, ăn vịt, hamburger. Sữa tắm, cherry có sáng da. Chị ơi, người ta đăng lên nguyên nhóm mình vào đây. Đang nghi là mình đăng nhiều nhất, mồm to nói nhiều, ăn chân gà. Đây đang rất là ok luôn nha mọi người ơi. Người dân mẹ mấy đứa hả? Vào xuống đi. Cảnh mưa rồi xuống dưới. Rồi xuống nha. Rồi xuống nha, bây giờ dọn đồ đi xuống nha. Bận chốt đơn cho em nha mọi người. Tôi chỉ sợ có một cái là mẹ từng thương. Mẹ mày cũng ngủ quên hả? Không, có cha chở về. Ăn lẩu xíu nữa. Xíu nữa mang lẩu cá hả? Mang lẩu cá hả? Dạ, mắt ông sập rồi. Ồ, tương cha quá, mắt bà cha quá. Mắt kẹp ta đớp hai cái hamburger với lại 13 cái cân gà con to. Rồi, cả nhà ơi, tranh thủ nha, chuẩn bị gom đồ đi xuống rồi. Bây giờ cả nhà mình nhớ chốt cho em nha. Rồi, em xuống mạng này em lên gấp cho mọi người nha. Đó, để mà mình di chuyển nha, mình vận chuyển nha mọi người ơi. Đây, lên cho mọi người sửa tóc. Cảm ơn. Mấy cầm kìa. Mấy cầm đi, sao tôi cầm nổi. Xuống hả? Xuống luôn hả? Cầm đồ ăn xuống luôn. Khỏi, thật bà khỏi cầm đi. Bà cầm đi. Ơi, rồi bà cầm đi. Rồi, cầm theo bà đi theo bà. Để bà dọn đồ. Tiếp nha mọi người, có 2-3 tiếp mình đã được pre-tip. Cả nhà nhanh chóng mình chốt nhanh nha mọi người ơi. Tăng sale điều hồi lời cực kỳ là tốt cho mọi người rồi. Cả nhà mình đặt liền, chốt liền ha. Đặt liền, chốt liền các mọi người ơi. Nhanh lên, mỗi người một cân 89k thôi. 89k là siêu rẻ, siêu điều. Có 2-3-4-5-6 tiếp trở lên dùm cho bé nha. Mọi người ơi, để mình được giảm giá rất là tốt. Mỗi người một đơn cho em, mỗi người một đơn. Siêu giảm, siêu điều, siêu hồi. Và cực kỳ chất lượng luôn anh chị em mình ơi, đó, nhanh chóng mình lẹ lên đi mọi người, đó, nhanh chóng mình lẹ lên đi mọi người ơi, quá là giảm rồi, quá là ok rồi, chân chống nóng chung ngay, đúng rồi bà, chân chống nóng chung ngay.